Thời tiết bây giờ khá là nắng nóng đúng không nào các bạn? Cho nên là chúng ta cần phải bổ sung rất là nhiều dưỡng chất vào trong cơ thể của mình để có thể bù nước lại. Và trong đó thì mình nghĩ là một ly sinh tố cho cái thời tiết rất là nóng nực như bây giờ là một điều vô cùng cần thiết. Tiếp theo, đây chính là chiếc máy xay sinh tố mà lúc nãy mình đã dùng để xay, mới vừa bỏ hộp để mình review lại đó. Rồi, lúc nào cũng sẽ có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng cho các bạn nha. Tờ giấy này đọc cũng được, không đọc thì coi clip của mình nha mấy bạn. Rồi, nhà sản xuất trang bị cho các bạn một cái cách sạc tay xịn xò đúng không? Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ nhìn thấy là một cái sản phẩm mình cầm trên tay rất là sang, xịn. Không biết mịn không thì lát nữa mới xài. Đối với cái sản phẩm này thì các bạn có thể sử dụng 2 trong 1. Thứ nhất là máy xay sinh tố và thứ hai là mình sẽ mở ra mình làm thành một cái ly rất là đẹp đúng không ạ? Cũng giống như là những cái máy xay sinh tố trước thì sản phẩm này rất là gọn, nhẹ và đặc biệt là nó khá là sang trọng. Ở phía bên ngoài là một cái lớp thủy tinh để cho các bạn có thể rất là chắc chắn trong cái việc là mình tránh bị vỡ. Lớp thủy tinh này cũng khá là dày. Ở phía trên cùng là cái phần đệm cao su. Thì đối với cái phần đệm cao su này để cho các bạn cầm nó, khi mà tay mình ướt thì mình cầm vô nó sẽ không có bị trơn trượt. Và phía trên là có cái logo của Mizia. Thì sản phẩm nhà Mizia thì các bạn biết rồi, xưa giờ lúc nào cũng rất là xịn. Ở trên này là chính là cái phần để các bạn điều khiển. Thì đối với cái sản phẩm này điều khiển rất là đơn giản, chỉ có một cái nút nguồn thôi. Rồi mở ra bên trong, đây chính là cái phần lưỡi dao. Với bốn cái cạnh lưỡi dao này được làm bằng thép không rỉ 304 thì rất là sắc bén, có thể cắt được hầu hết tất cả các loại trái cây và kể cả là các bạn xay đá thì cũng có thể nát luôn. Cho nên là mình rất là yên tâm khi mà sử dụng ha. Cái cốc này dung tích của nó là 300ml. Rồi bây giờ thì tiến hành sử dụng thôi. Tại vì đối với cái sản phẩm này thì mình nghĩ là cũng không có quá nhiều cái để các bạn thắc mắc. Chủ yếu là chúng ta cảm thấy là nó nhỏ gọn, thích hợp mang đi khắp mọi nơi. Đối với cái sản phẩm này các bạn yên tâm nha, bốn cái lưỡi dao của sản phẩm Mizia sẽ giúp cho các bạn có được một ly sinh tố trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 phút thôi. Và với cái tốc độ quay là 18.000 vòng trong 1 phút thì sản phẩm sẽ rất là nhanh chóng cho các bạn một ly sinh tố thật là thơm ngon. Khi mà các bạn sử dụng cái dòng sản phẩm này thì các bạn nhớ là chúng ta phải lắc đều nha. Bởi vì là cái công suất của nó cũng không phải là quá mạnh, chỉ là 45W thôi. Cho nên là các bạn nhớ là chúng ta vừa thay sinh tố vừa tập thể dục để cho cái tay của mình có thể khỏe khoắn hơn. Và bên cạnh đó là thực phẩm của mình nó sẽ nhanh hơn. Khi mà các bạn xay thì các bạn có thể để ý là ví dụ như mà đối với những sản phẩm mà chúng ta dùng nó hơi cứng một chút xíu thì máy cứ khoảng hơn 1 phút thì sẽ tự động ngắt để có thể bảo vệ máy được trong cái khoảng thời gian lâu hơn. Sản phẩm với 2 viên pin được tích hợp 1300mAh thì với cái dung lượng pin này cũng rất là lâu, cho nên là để cho các bạn có thể xay được khoảng 20 ly sinh tố khi mà chúng ta sạc đầy pin. Bên cạnh đó thì cái cáp sạc tai xi như lúc nãy mình nói với các bạn, nó là cái cáp sạc rất là nhanh. Cho nên là chúng ta yên tâm mỗi lần mà ví dụ đi đâu xa, các bạn chỉ cần sạc một lần thôi thì mình đã có thể sử dụng trong khoảng thời gian là từ 3 đến 4 ngày rồi. Một cái khoảng thời gian cũng khá là lâu cho một cái sản phẩm khá là nhỏ gọn như vậy đúng không ạ? Đối với cái máy xay sinh tố này thì các bạn không chỉ là xay trái cây mà còn có thể xay rau củ và đặc biệt là có thể xay cháo em bé nữa. Các bạn thấy không ạ? Mặc dù là cái công suất của nó chỉ có 45W thôi và cái khả năng xay của nó nhìn cái máy cũng rất là nhỏ gọn, nhưng mà hầu như là trái cây của mình bây giờ nó đều nát hết rồi và đá ở bên trong cũng đã được xay nhuyễn. Cho nên là chúng ta rất là an tâm đúng không ạ? Và sản phẩm này sau khi mà các bạn xay xong thì mình có thể đem đi rửa nước, bởi vì là đã được chống IPX6 thì có thể rửa trực tiếp ở dưới nước. Và trước khi mà đem ra sử dụng thì các bạn nhớ là mình phải đem khô hoặc là để ráo nước đi ha. Rồi bây giờ thì xong. Một ly sinh tố rất là thơm ngon đã chuẩn bị. Mất khoảng thời gian từ 3 tới 5 phút chứ mấy, nãy giờ là cũng chưa tới 5 phút để cho mình có một ly sinh tố xoài rất là thơm ngon ha. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đó. Nó mịn
cho nên là không hề còn bị lợn cợn bất cứ một cái sợi dây sàn nào của xoài, cũng như là không hề bị lợn cợn gì hết. Giống như lúc nãy mình đã nói với các bạn là cái sản phẩm này là có hai tích hợp hai cái, thứ nhất là máy xay sinh tố và thứ hai là một cái ly, nhìn trở thành một cái ly cũng rất là xịn sò đúng không ạ, ly từ thương hiệu Vizia. Rồi bây giờ thì đổ ra nha, các bạn sẽ nhìn thấy là hầu như là không hề bị lợn cợn gì cả, và sinh tố của mình đã được xay một cách rất là mịn. Đấy, đó là lý do tại sao mà lúc đầu mình nói với các bạn đây là một cái sản phẩm khá là sang xịn mịn. Đó, rồi nếu như mà chúng ta lười đổ ra ly á thì mình có thể cắm một cái ống hút vào bên trong sản phẩm, và sau đó là mình hút giống như một cái ly thôi. Và các bạn nhớ là mình sẽ đem đi rửa nha. Thử uống coi. Thường á là ví dụ như xoài nó sẽ có những cái sợi dây xoài ở bên trong, thì khi mà uống thì mình làm sinh tố mình sẽ sợ là những cái sợi dây xoài nó sẽ mắc ở cổ. Thì hôm nay mình sử dụng cái máy này mình thấy là nó không có còn những cái sợi dây đó nữa. Chính vì vậy thì các mẹ mình xay cháo cho em bé thì vẫn có thể xay để cho nó nhuyễn. Ví dụ cháo thịt bằm hay là cháo rau củ gì đó thì mình cũng có thể mua cái máy này về, rất là tiện dụng và vô cùng nhỏ gọn. Các chị em văn phòng thì mình mua về để mình đem đi bỏ trong giỏ. Mỗi lần mà mình cần uống một ly sinh tố hoặc là mát lạnh trong cái thời tiết rất là nóng như thế này thì mình hãy lấy ra, nó giống như là một chiếc ly thần kỳ để cho các bạn có thể có được bất cứ một cái món xay sinh tố này mà các bạn yêu thích, và đặc biệt là trong cái thời điểm này nha. Và hiện tại thì sản phẩm đang được bán tại cửa hàng của Chiếm Tà Mobile với một cái mức giá thì mình thấy cũng khá là ổn, chỉ có 500.000 thôi, cho nên là các bạn có thể mua cái sản phẩm này về, và mình nghĩ nó sẽ là một cái sản phẩm rất là hữu ích, không chỉ là trong nhà bếp đâu mà còn là một cái vật dụng cá nhân để cho các bạn có thể mang đi khắp mọi nơi giống như là một người bạn thân thiết của mình vậy. Và đến đây thì video của mình cũng hết rồi, các bạn hãy đến Chiếm Tà Mobile để mua và trải nghiệm sản phẩm cùng với Nguyệt nha. Bye bye.